Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc International Watseo. Đây là một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ. Chiếc này của chúng ta thuộc dòng vintage, dòng cổ. Sở hữu phần khung trên được cấu tạo toàn bộ bằng vàng đúc nguyên khối 14K. Phần đáy được thiết kế bằng thép đặc không gỉ 316L. Mang trong mình cục máy automatic cực kỳ bền bỉ của Thụy Sĩ với chuẩn Swissmade. Đề đều bên trong của chúng ta thì sẽ được thiết kế bằng một cái mặt trắng trải những vân xước dạng sọc rất là đẹp. Mặt kính mica cong tạo chiều sâu. Tuy nhiên nó khá là dễ xước nếu anh em va chạm mạnh. Tuy nhiên thì cái mặt kính này cũng đánh bóng rất là dễ dàng, anh em cũng không phải lo lắng. Chúng ta sẽ có bộ kim cọc bên trong ở những vị trí đặc biệt là 6, 9, 12 được thiết kế bằng cọc số kép. Lịch ngày được bố trí tại góc 3 giờ và mỗi ngày hiển thị là ngày mùng 1 đấy ạ. Bộ kim được tạo hình đẹp. Có 12 giờ là logo của hãng. Bên dưới thì sẽ là automatic. Phần khung vỏ của chúng ta thì với vàng 14K kim loại quý này thì theo thời gian nó sẽ lên những cái tiết đỉa màu hơi đỏ. Đó. Nếu anh em sử dụng khăn lau vàng thì nó sẽ sáng bóng luôn nhá. Tuy nhiên thì đây là những cái dấu vết thời gian mà anh em chơi Vintage rất là thích. Đúng chính thì nằm tại góc 3 giờ với logo của International Watseo. Đây là một thương hiệu với cái tên khá là dài. Và đi kèm chúng ta sẽ có sợi dây da cùng với bộ khóa, khóa xiên. Đó. Phần đáy được thiết kế kín đáy anh em nhé, với thiết kế dạng đáy cậy. Và với chiếc International Watseo, một thương hiệu cũng khá là lớn đến từ Thụy Sĩ, sở hữu phần vỏ bên trên được thiết kế bằng vàng khối 14K, mang cho mình cục máy automatic. Bên mình giao lưu lại với anh em mức giá là 19 triệu. Hàng đang có sẵn tại địa chỉ là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để anh em lên tay thử sản phẩm. Anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên giao hàng. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10%, bên mình cho hàng đi. Và chiếc này của chúng ta thì sẽ sở hữu cái đường kính là 34mm, anh em nhá, 34,5. Nó khá là lớn với những cái dòng vintage, chứa được rất là nhiều vàng. Và độ dày chiếc này khoảng 10mm, lông càng rất là cân đối. Anh em cổ tay 16-16.5 đeo rất là đẹp. Đó. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu